Ui. Chê bôi. Các bạn nhìn này. Cái chỗ này thì lại trồng sau thế nhưng mà nó nhiều củ. Đó. Nghe ui dồi. Nhiều đấy, lựa được đấy. Ui dồi. Này, ra này. Một gốc này. Gốc nào mà cũng như thế này thì đúng là. Thôi được rồi, tập vào. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Hiện tại ngày hôm nay anh em mình đang ở trong bản Sai Lun Đù các bạn. Hôm nay mình vào đây để thăm cái vườn nông nghiệp chỗ anh em mình đang phụ trách giúp đỡ mọi người ở đây. Thì như các bạn thấy là hiện tại ngô bây giờ nó cũng được khoảng 80% rồi, là nó đã khô rồi. Đó, ví dụ như những cái cây này thì đã khô hết rồi. Như này là bắt đầu có thể thu được rồi này. Đó. Bao ngô mút lên đến tận ngọn luôn này các bạn này. Không còn chỗ nào để ra hạt nữa. Nhưng ở trong thì là nó vẫn còn đang hơi bị ẩm ẩm. Đây các bạn nhìn này. Bao ngô rồi. Không còn chỗ nào để mọc hạt luôn. Cái này chuẩn bị sẽ sang tuần sẽ nói với các bác trưởng thôn cùng với tất cả mọi người sẽ đi thu hoạch luôn các bạn ạ. Bởi vì cái này là như cái chỗ này thì nó lại vẫn còn kiểu như là hơi non non đấy các bạn. Đây, cái cây nó vẫn còn đang rất là xanh. Cái này mình bây giờ vẫn còn đang tận dụng để làm thức ăn cho dê được. Đó. Ui, con gì? Hết chị kia, mình pasa luôn. Cái chỗ này cái vườn cái à thôi xong rồi đàn kia nó vào nó ăn ngô chết tới rồi. Một đàn con chim kia rồi các bạn này. Đó kìa vào kia ăn ngô thế kia nó ở dưới. Này hôm nào phải có phương án để điều trị các bạn. Nên nó vào nó cứ bóc ngô nó ăn hết hạt rồi. Số bao nhiêu ta? À, tamo, chega. Ok, lo cho cả bạn mít Rufin. Mình vừa bảo em Rufin đi vào trong gọi bác trưởng thôn nhưng mà bác lại bận không có nhà các bạn. Bác đang đi thì như là bác đang đi bẻ ngô thu ngô nhà bác rồi. Đây chỗ này là khoai tây đấy các bạn. Đây là cái vườn khoai tây bây giờ nó đã vào cái thời kỳ thu được rồi và bây giờ cây cỏ nó mọc rất là tốt rồi. Ui ôi ơi đó cái đội đấy là cái đội phá hoại hoa màu các bạn. Gà vịt gà. Nó tên ba chú. Ok. Khoai tây đây các bạn. Mình đã kiểm tra thử xong rồi. Ui rồi. Cũng được ấy nhỉ. Đây. Mình ghé okay. Ui rồi. Nhiều đấy. Lựa được ấy. Ui rồi. Ra này, một gốc này. Gốc nào mà cũng như thế này thì đúng là. Thôi được rồi, tập vào. Đang kiểm tra cái gốc bên này xem. Kiểm tra gốc bên này xem có nhiều không. Tập vào đấy. Ui dồi, cũng được ấy. Này, các bạn nhìn này. Củ khoai đây này, to mà. Grande. Đây này.
À, cũng được, khoai tây đây được đấy. Ui rồi. Được 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 được. Ở đây khoai tây đây sẽ nhiều hơn ở trên nhà anh Paulu. Rồi. Hả? Sẽ là cái hả? Cái bùi. Tay mui tu nè. Xin. Tamo. Tay mui tu tamo. Đó các bạn, nếu khoai tây ở đây cái khoảng cách này thì nhìn nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là dài các bạn. Đó, cái nói chung là cái diện tích này ấy, ngày sang đầu tuần, hôm nay là cuối tuần rồi các bạn, hôm nay là thứ bảy rồi. Ngày mai thì chủ nhật thì tất cả mọi người sẽ đi lễ, không ai làm việc cả. Thì sang đầu tuần thì sẽ tiến hành vào đây để thu cái khoai tây này trước. Đó. Còn cái đỗ tương, cái vườn đỗ tương của anh em mình ở phía bên kia ấy, thì là đợt trước ấy thì là em Bé Tù với cả Rufino có vào đây. À, còn nói với mình là sếp ơi, bây giờ là đỗ tương thì đã đến thời kỳ thu hoạch rồi, mà để nếu mà để ở ngoài lâu thì trời mưa nó sẽ hỏng hết. Thế nên là mình có nói với Rufino với Bé Tù là đi vào trong này thu hoạch đỗ tương rồi và đã chia đều cho tất cả người dân ở trong bản. Còn lại hiện tại đang giữ một cái bao, giữ lại một bao 150 cân đấy, đầy một bao đấy, để ở nhà bác trưởng thôn để giữ lại làm giống các bạn. Xong rồi đợt tới là sẽ trồng toàn bộ 150kg đấy, cái giống đỗ tương luôn các bạn ạ. Bởi vì lần trước là mình trồng đâu có tầm khoảng độ 20-30 cân thôi, 20-30 cân giống đỗ thôi. Nhưng mà đợt này thì sẽ để toàn bộ lại 150 cân để làm giống các bạn ạ. Đó. Esi, Rufino. Sì, chef. Esi, mi dù anh là nô đa bà tira hẳn. Anh là nô đầy in da falta. Falta. Sì. Cái này bây giờ vẫn chưa thu được các bạn ạ. Đây. Cái bắp nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó rất là múp các bạn. Đến tận ngọn luôn. Nhưng mà ngô này thì lại chưa... vẫn đây, các bạn nhìn này. Mình vừa mới bấm cố mà móng tay một tí là nó đã vẫn bị sất này. Đó. Vẫn còn đang non chưa thu được. Nhưng mọi người nhìn thấy thì những cái cây nó vẫn còn đang rất là xanh, nó không giống như ở những cái chỗ khác hoặc là của người dân ở phía dưới này. Thì khi nào mà ở bên này các bạn, mọi người dân ở bên này, mọi người là cứ phơi ngô ở ngoài đồng trực tiếp này luôn. Chứ ở nhà mọi người thì là mọi người sẽ phơi như thế này. Đó, khi nào mà nó khô nó chết cháy hết rồi cả cây như này thì sẽ bắt đầu đi thu. Bởi vì là mọi người biết rồi, ở trong bản thì nhà nào cũng toàn là bằng sân đất thôi. Thế nên là cái việc phơi phóng thì nó cứ ẩm mốc nên là nó rất là khó. Khó để mà cái cây ngô nó khô được giống như thế này. Thế nên mọi người sẽ để ở đây phơi trực tiếp ở cánh đồng luôn các bạn. Và đến ngày mà khi nào mà cây nó héo hết như thế này rồi, nó chết khô rồi thì đã bắt đầu sẽ tiến hành vào đi thu. A pessoa aqui no bairro do vai recolher milho quando? Aqui no bairro do é mês de maio. Onde já começando? Hã? Ah. Sim. O cultivar é mês de setembro, já está a recolher. Agora outubro ainda falta, novembro também falta. Ah. Yeah. Ok. Mas o fim mesmo é maio, todos vão recolher. Ah. Sim. Đó, anh Rufino nói là ví dụ như nhà nào mà trồng từ hồi tháng 9 ấy, thì là bây giờ mọi người đã bắt đầu, tháng 9 của năm ngoái thì là bây giờ mọi người sẽ bắt đầu đi thu. Còn nhà nào mà trồng tháng 10, tháng 11 khi mà nó vào cái vụ mà nó mưa nhiều thì là sẽ để đến tầm tháng cuối tháng 4 sang đầu tháng 5 mới đi thu các bạn. Đó. Nên cái này mình cũng sẽ để ở đây phơi thật là khô. Sau này thì khi nào mà người dân rảnh rỗi mà tất cả mọi người cùng đi thu ấy thì mình sẽ nói bác trưởng thôn rồi tất cả mọi người cùng đi thu một loạt luôn. Bởi vì bây giờ đấy thì các bạn nhìn ở phía bên trong này. Vườn ngô nó đang vẫn còn đang rất là xanh, chưa thu được. Cái này mới gọi là bắt đầu kiểu dạng như là hạt nó cứng thôi, chưa thu được. À thôi, đi lên chỗ cái vườn vườn lạc trên kia các bạn. Đi lên chỗ vườn lạc kia xem là vườn lạc cái nó đã phát triển như nào rồi. Bởi vì lạc là mình trồng cũng được tầm khoảng độ sấp xỉ 3 tháng rồi đấy các bạn. Không biết bây giờ cây nó đã phát triển tốt chưa. Và bây giờ mình đang hy vọng nhất là cái khoai tây này. Cái số lượng cái ngô ở đây thì là nó cũng tương đối là rộng rồi. Đó, vài ngày tới thì khi nào mà được thu hoạch ngô ấy thì là
mình sẽ cùng với mọi người đi thu, sau đó thì sẽ chia đều cho tất cả mọi người. Cái giống ngô này thì là sang năm thì mình sẽ lại vụ tới, mình sẽ lại mua giống về trồng. Còn toàn bộ cái ngô này thì sẽ chia đều cho tất cả mọi người để tất cả gia đình ở trong bản đều có ngô để sử dụng, ăn uống các bạn ạ. Còn đây, chỗ này là đợt trước là trồng đỗ này. Trồng đỗ thì mọi người đã thu hết đỗ rồi. Và cái bãi đất này là cái bãi đất mùn, mọi người đốt cái cây đỗ khô đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi lên cái vườn lạc kia. Đến vườn lạc đây rồi các bạn. Cây lạc vẫn còn xanh lắm. Vẫn còn đang xanh, đang phát triển rất tốt luôn. Đó. Đây. Toàn bộ cái khu vực này là cái vườn lạc đợt trước anh em mình trồng đấy. Đến bây giờ. Trụ bay. À. Ok. Ok. Ui giời. Hoa hướng dương. Cái mùa này đây các bạn này. Đó. Nhà dân mọi người cũng hay nuôi những cái tổ ong mà ở trên cây như các bạn biết đó. Nó ong nó toàn đi lấy mật này, hoa hướng dương rồi là tất cả các loại hoa nhiều lắm. Thử. Cái này là anh em mình trồng lần đầu tiên này. Bây giờ thấy nó kiểu như là nó bắt đầu khô rồi đây. Không biết có củ không? Ui, củ vẫn non lắm. Nè. Củ vẫn còn đang non các bạn. À đây, có củ già đây. Đó, đây. Vẫn đang non các bạn. Nhìn thế này thôi nhưng mà chưa ấy được. Nhìn nó khô nó tàn kiểu này. Nhưng mà thế này vẫn chưa thu được bởi vì củ bây giờ nó vẫn kiểu đang là sữa đây. Củ này bây giờ bắt đầu mới đang lớn rồi bạn. Cái này phải chưa thu được. Đây là chỗ này là trồng đợt đầu này. Còn phía bên này là trồng lần thứ hai này. Cách nhau khoảng độ một tuần các bạn. Đó. Đây. Chỗ này là cách nhau khoảng một tuần. Thì đợt trước thì cũng có nói là em Betu với cả Rufino với cả Miguel khi mà mình về ấy thì các em cũng mang cái lân đạm vào đây để cho tất cả mọi người bón rồi vun vào gốc. À này. Trời chết rồi. Con mình trồng mình còn chưa được thu mà nó con gì nó đã đi nó cào mất rồi. Đây này các bạn này, nó cào hết rồi này. Đó. Chết rồi. Pedis này. Sí. À nó là con mấy anh em này nói là con gà rừng các bạn, gà rừng nó bắt đầu. Ui giời, đấy. Củ đây. Ui, cũng tương đối là ổn đấy. Ui giời. Sí. Đi khắp bộ gan đồ lôn gì mấy kìa. Tám bông, xin tám bông. Ui. Cái bùi. Các bạn nhìn này. Cái chỗ này thì lại trồng sau thế nhưng mà nó nhiều củ. À. Thôi, cái này đây. Em bới ra gà. Mấy con gà rừng này nó khôn lắm. Nó thấy anh em mình bới này nó lại bới. Đi sang. Đây, toàn bộ chỗ này các bạn này. Nhiều. Nói chung là cũng... mình cùng cả mọi người thì cũng cố gắng làm thôi. Cố gắng làm được càng nhiều càng tốt. Nhưng mà cái thời gian mà khai hoang cái đất này thì là nó tương đối là vất vả. Bởi vì là ở trong bản này thì bình quân một ngày là cứ hơn 100-200 người đi làm. Đó, toàn bộ đây là những cái diện tích ngày xưa. Khi mà các bạn biết, các bạn có thể xem lại những cái video đầu tiên của mình là khi mà mới đến đây ấy, thì là cái chỗ này ấy, nó giống như là một cái đồng cỏ như này. Sau khi mọi người huy động mọi người đi là cuốc hết đất đi để khai hoang thì đây là cái vụ cây hoa màu đầu tiên đó. Và bây giờ mọi người nhìn thấy là cái thành quả của người dân
toàn bộ lạc nó đã phát triển, nói chung là rất là xanh tốt rồi. Như này đã rất là ổn rồi. À, sang vụ sau nữa thì là khi mà đất đã được cải tạo rồi và đã được trồng qua một vụ rồi ấy, thì mình hy vọng là đến cái vụ tới là nó sẽ phát triển tốt hơn. Nhưng mà ở cái chỗ này, cái nhược điểm của nó ở chỗ này, này thì là nó không có nước các bạn ạ. Mà nước thì ở tít dưới, phía dưới vườn ngô kia, từ đây không đấy khoảng tầm 300 mét các bạn ạ. Đó, chỗ từ đây mà xuống đến chỗ nước ấy, phải tầm 300-400 mét. Nói chung là rất là xa. Sau này thì để một vài ngày tới thì mình sẽ huy động mọi người thiết kế lấy một vài cái giếng ở đây. Đó, thiết kế một vài cái giếng đây để phục vụ cho cái việc mà trồng cây này ở đây, cái vườn này vào mùa khô. Chứ không bây giờ mà nếu mà chỉ có sử dụng trồng vào mùa mưa không ấy thì nó rất là lãng phí. Khi mà bỏ qua mấy tháng nữa thì là đất nó lại cằn, nó lại cây cỏ nó lại mọc lên các bạn ạ. Đó. Ui giời, đây này. Này các bạn này. Gà nó bắt đầu nó đào nó bới này. Đó, đây. Những cái củ này là gà nó bới nó phá này, đó. Nó vẫn còn đang là sữa luôn, nhưng mà mấy con gà rừng nó đã phá của mình rồi. Đây. Nhìn thì rất to thế này thôi nhưng mà bóc ra thì chưa có cái gì ở bên trong cả. Ngày hôm nay anh em mình vào đây, mình với cả Rufino vào đây. Hiện tại thì em bé Tù đang bận ở nhà rồi. Một lát nữa thì em bé Tù sẽ có mặt ở trong bản bên Swamanda đấy. Ngày nay anh em mình vào đây là để thăm cái vườn nông nghiệp chỗ anh em mình đang hỗ trợ giúp đỡ người dân ở trong bản Sai Lun Đù này. Thì nói chung là tất cả mọi thứ nó rất là ok rồi. Khoai tây thì chuẩn bị được thu rồi. Sang đầu tuần thì sẽ đi thu. Hôm nay là cuối tuần nên là không thu được các bạn. Hôm nay thứ bảy rồi. Ngày mai là chủ nhật thì mọi người nghỉ đi lễ rồi. Đó. Còn cái ngô kia thì là mình sẽ để thu sau một thời gian nữa, bởi vì là cây bây giờ hiện tại nó vẫn còn đang xanh, rồi cái bắp nó vẫn còn đang non các bạn, chưa khô. Lạc đây thì tất cả mọi người nhìn thấy rồi. Mình cũng không muốn nói thêm nữa. Đó. Ok các bạn thì thôi, video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc, dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Chào các bạn. Feijão saiu 153 kg. Colhemos tá aí. Ah, sim, eu quero ver. Đấy. Bác Hiển Thôn nói là còn đang giữ lại tầm khoảng 153 cân đỗ tương giống các bạn ạ. Đó. Đây xem sao này. Ok. Đây các bạn. Đây. Đây là bao đỗ tương để giống. Bây. Agora. Esse. Aguarda. Sim, vamos guardar. Depois vamos tirar esse para ficar já semente. Sim, sim. Tá bem, né? Tá bem. Sim, semente vai plantar mais de novo. Tá bem. Ó. Vai sair bem. Ah, saiu bem. Đỗ tương này các bạn, đó, cái đỗ này thì sau này sẽ giữ lại để làm giống. Những cái hạt mà nhỏ nhỏ như này thì sau này khi nào mà bắt đầu vào trồng thì sẽ nhặt ra. Quando vamos plantar esse tem que escolher, né, pai? Vamos escolher. Yeah, só tirar esse grande e tem força. Sim. Yeah. Tá bem. Cara. Oh, papai já tirar milho. Milho? Tá. Aqui não tem milho, a chuva choveu, mas normal. Assim mesmo que sai no coisa isso. Nada mais. À. Đó, đây là nhà. Đây là ngô nhà bác trưởng thôn các bạn. Bác mới đi thu đợt vừa rồi. Esse que recolher novo, né, pai? Sim, se recolheu, ok. É novo ainda. Novo? Sim. Đó, đây là ngô mà. Cái này là to nhất. Ngô này, đây là ngô trồng mà kiểu như là không có lân đạm mà mọi người phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết các bạn. Đó, nếu mà mưa thuận gió hòa thì là cái bắp nó sẽ như thế này. Đó, hoặc là to hơn. Còn nếu mà trời mà mưa nhiều quá thì cây nó kiểu như cái rễ nó cũng kém phát triển đi ấy, thì là nó sẽ nhỏ như này. Dạ, tamam, papá, agora. A segunda feira. Segunda feira. Vamos cavar batata arena. Vamos cavar batata. Sim. Tá bem. Né? Sim. Amanhã domingo. Amanhã domingo. Tudo foi no igreja. Sim. Segunda-feira. Segunda-feira vamos cavar. Tá bem. Sim. Sim. E depois vamos começar já
phải ra preparar ra treino aí no no onde que planta feijão. Sim. Vamos começar capina. Capina. A rotear já. Nasceu muito antes de agitar o terreno. Ah. Para para rotear feijão. Ah, sim. Mas vai esse tempo aí dá, né? Mas dá com adubo. Fica bem. Agora é chuva. Ah, o problema é chuva. Quando der flores, chuva foi. E agora? Yeah. Tudo vamos fazer. Sim. Então, segunda-feira vamos preparar já tudo coisa para cavar batata arena. Sim. Yeah. Sim, pai. Agora eu vou em casa, sim, né? Sim. Depois vamos. Segunda-feira de manhã eu tô aqui. Tá bem. Sim, sim. Vamos esperar. Ok. Sim. Tá bem. Ótimo. Tchau.